một set đồ rất là xinh cả nhà ơi, phù hợp với mùa hè luôn nhá. Set đồ này thì là một set đồ đi kèm với nhau, tức là mọi người sẽ mua cả set luôn. Áo thì là chất liệu lụa cát, một cái chất liệu rất là mát, nhẹ, nhẹ tênh luôn, cực kỳ phù hợp với mùa hè luôn. Đó, và mặc cái chất liệu này nhìn nó cũng rất là bay bổng trên cái phần trên của cơ thể, và nhìn người mình nó cũng nhỏ hơn. Ở dưới thì là quần với chất liệu đề mi giả bò nhé cả nhà nhớ. Nên là cái chất liệu này nó khiến cho cái quần form của nó rất là đẹp. Nếu mà cũng là ống rộng nhưng mà lại là chất liệu như lụa chẳng hạn thì nó sẽ kiểu theo kiểu bay bổng. Còn mặc quần này thì nó lại đứng form hơn, đó, Hàn Quốc hơn. Đây là phong cách Hàn Quốc nhé cả nhà nhớ. Nhìn mọi người chắc chắn sẽ trẻ hơn vài tuổi khi mặc cái set này. Đây cho mọi người xem phần áo nhé. Đây áo này chất liệu siêu mỏng nhẹ như này luôn ấy, mặc cực kỳ mát. Ở trên nó có phối một chút ren này, để thấy chưa? Đó, mặc áo này thì siêu thích rồi. Chỉ cần làm như vậy là mọi người đủ hiểu mặc có thích. Quần thì là chất liệu đề mi giả bò này, thì thế này, rất là đứng form, họa tiết ra hoa lá cành tropical rất xinh. Cạp thì là cạp chun rồi, mặc siêu thoải mái. Đằng sau còn có hai cái túi nữa, ở phần mông. Đó, mọi người nhìn nhá. Ở đằng sau thì tôm vòng 3 luôn, dù là quần cạp chun nhưng siêu tôm vòng 3. Còn có cả túi ở đằng trước này. Mặc set này thì mọi người có thể đi với thể thao như Phương nhé, hoặc cũng có thể đi với sang đan được luôn, rất là dễ mặc. Set này thì cũng có đủ size S, ML và XL cho cả nhà lựa chọn luôn. Đó, Phương thì nặng 48kg và đang mặc size S nhé. Nhưng mà những ai mà tầm 50 đến 52kg thì mặc size S này vẫn vừa. Đó, bởi vì quần là cặp chun mà rất là dễ mặc. Khi mà mua set này mọi người có thể tách bóc ra để mặc riêng được. Như áo này thì có thể mặc rất nhiều kiểu quần khác nhau, chân váy khác nhau. Còn quần denim này thì mọi người cũng có thể phối với áo crop top nhé. Đó, rất là xinh quá luôn ý, không mua là siêu tiếc.